Đây nhìn con đường ra anh rộng nhưng mà ô tô 4 chỗ mà anh chị ơi, chứ 7 chỗ mình vào không được nha anh chị. Sau này ngoài kia người ta làm cái lộ bự nữa thì mình mới vào được. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Sông Thuận của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ đan này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất có tổng diện tích là 300. Có tổng diện tích là 354 m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về diện tích con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông về đường huyện lộ 35. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới đường huyện lộ 35 thì tầm khoảng 1,5 km là tới nha anh chị. Đó, giờ ra đó anh chị đi thông về thành phố Mỹ Tho, đi về chợ đầu mối Tế Cây, Vĩnh Kim đều được hết luôn. Nói chung là đường đó nó thông đi rất là nhiều luôn. Còn cái hướng ngược lại nè, đây là đường thông luôn. Đây là anh chị đi thông về ủy ban nhân dân xã Sông Thuận luôn. Đây là anh chị thông về đường lộ Me rồi lên tới ra đó anh chị về ủy ban nhân dân xã Sông Thuận. Ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn. Thì khoảng cách ở đây ra ủy ban nhân dân xã Sông Thuận thì tầm khoảng 2,5 km nha anh chị. Ở đây thì anh chị thấy đường dây điện của nhà nước đâu có hết luôn rồi đó. Đó anh chị thấy ha. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là mảnh đất này. Tính từ miếng này nè anh chị, ngang qua là 10m73. Và chiều sâu của mình là 33m. Và phía dưới mình là 10m54 nha anh chị. Tổng diện tích là 354 m². Cây lâu năm chưa có thổ cư. Đó, và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới ngay chỗ trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 25 phút, khoảng cách là 13 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mình chỉ về tới đây thời gian đi là 1 giờ 9 phút, khoảng cách là 61 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 25 phút, khoảng cách là 65 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể bên trong luôn nha. Nói chung là ngang của mình là 10m73 và phía sau hậu của mình 10m54, và mình có hai cạnh đi sâu vào là 33m, cho nên tổng diện tích là 354 m². Cây lâu năm chưa có thổ cư. Đó, anh chị thấy ha, đất mình hiện tại là trồng chuối với chỉ có mấy cây dừa. Đất thì cao ráo sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Đó, anh chị thấy ha. Nó hiện tại chủ gửi bên em bán giá chỉ có 500 triệu anh chị ơi. Mảnh này phù hợp cho anh chị về đây để cất nhà ở là tuyệt vời nhất rồi anh chị ơi. Ở đây thì mình gần ngay chỗ mà trung tâm của Vĩnh Kim. Từ ngay vị trí này mà mình về chợ đầu mối Trái Cây Vĩnh Kim thì tầm khoảng 3,5 km. Trên đó thì có rất là nhiều tiện ích luôn nha anh chị. Có bệnh viện khu vực Vĩnh Kim, rồi có nhiều ngân hàng, rồi nói chung là có nhiều thứ trên đó lắm. Vĩnh Kim hiện tại thì đang chuẩn bị lên thị trấn nữa, cho nên đất giáp ganh nào này kia thì nó cũng có giá trị theo luôn. Đặc biệt là mình về đây mình ở, sau này mình gần thị trấn thì nó cũng ngon. Nó thì mình chỉ có một số cây dừa thôi, đặc biệt là quy lợi mình chỉ có chuối thôi. Nhưng mà chủ yếu là cái vị trí đất. Đất nha anh chị. Chủ yếu là mình về đây mình cất nhà mình ở chứ. Chứ còn còn vườn thì không có gì, tại ngang mình có 10m, hơn 10m một tí à. Đó, anh chị thấy ha, đây cũng có cây dừa nè, lùng lùng mà cho tái luôn rồi nè. Đó, anh chị thấy ha, mình đi xuống tới cái mí gào dưới này là hết nha anh chị. Đây. Đó, anh chị nhìn nè. Xung quanh ở đây thì em không thấy màu mã luôn nha anh chị.
Nói chung là mảnh này phù hợp cho anh chị về để cất nhà ở nha anh chị. Diện tích chỉ có 354 m² à. Nó giá thì 500 triệu. Đây thì sông Thận thì mình ra ngoài công ty ngoài Vạn Đức á, thì nó cũng gần nha anh chị. Nó mình lên Lộ Me rồi mình đi thẳng ra ngoài công ty Vạn Đức. Thì sở dĩ em nói vậy cho anh chị em công nhân nào á, mình cần mua một mảnh đất ở khu vực gần gần công ty á, để cất nhà ở rồi mình đi làm công ty á, thì đây ra ngoài công ty Vạn Đức đó thì cũng tầm khoảng 3 km anh chị, chắc 3 km. Đó, anh chị nhìn thấy ha, ở đây nè, thì xung quanh đó, ha. Bên đó thì trồng dừa cũng rất là sai, rất là tốt luôn. Nói chung mảnh này do tài chính thấp á, thì anh chị nên chọn mảnh này. Phía trước mình đường đan thì gắt, thấy nó cũng sạch sẽ, cũng đẹp nữa. Đối diện mình thì cũng có nhà luôn. Rồi xung quanh thì cũng có điều có, nhưng mà nó hơi thưa tí xíu nha anh chị. Đoạn bên đây thưa, nhưng mà phía bên kia đường đan thì lại đông. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Sông Thuận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho nhà Đất Minh Xem Tiền Giang theo số điện thoại là 0395454645. Rồi em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị gặp chủ để thương lượng thêm với chủ anh chị mua. Nhưng mà giá 500 triệu mà không biết chủ có bớt nữa không đây nữa. Em nghĩ dù cho có bớt đi nữa cũng bớt ít chứ không bớt nhiều nha anh chị. Đó, thì em đi một vòng bên kia rồi qua một vòng bên đây thì cái phạm vi chỉ có 10 mét thôi, rồi cũng hoành lại cái lỗ đan này nữa hả. Đây đường đan thì rộng khoảng hơn 2,5 m, mà tiếc là ô tô vào không được thôi, ô tô 7 chỗ anh chị. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Bên đó có mấy ngôi mộ nha anh chị, bên đất người ta. Nhưng mà mình hướng đất mình bên đó cũng được. Tại đây còn chủ cắt ra bán tới mấy ô lận, cho nên mình không chọn ô này, mình chọn ô bên kia cũng được nha. Thì em quay đại khái là một ô thôi. Còn nếu anh chị muốn mua hai lô thì anh chị về đây chọn cái vị trí nào thì anh chọn cũng được nha anh chị. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho em nha. Rồi em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Và nếu như chị đã xem hết video thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo đi. Nếu như em quay cái mảnh này mà chưa phù hợp cho anh chị á, thì có thể là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba gì đó phù hợp thì anh chị mua nha. Nhấn chuông đăng ký là để YouTube người ta sẽ đề xuất về máy của mấy anh chị, để khi em đăng lên á thì máy anh chị sẽ hiển thị lên nha. Rồi đến đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.